Chào tất cả bà con luôn nha. Nay mấy anh em mình tiếp tục xuống rừng coi săn bắt được gì đây. Đây, nay mình đi với hai ông anh. Chào bà con nha. Nay mình đi với hai ông anh xuống rừng coi có săn bắt được gì không. Mời bà con theo chân anh em mình xuống rừng nha. Coi nay anh em thu hoạch được gì đây. Giờ anh em mình lội qua ăn lạch nha bà con. Anh Tứng gặp con cua nghe nè. Giờ đang qua cho anh Tứng nè. Có bự chưa? Mới đang đi kiếm con cua này nè, chưa gặp. Anh em đang đi kiếm này. Anh Nam đang tìm được gặp nó nghe nè. Đang đi qua chỗ anh Nam. Qua chỗ anh Nam coi. Đâu Nam? Đâu? Hả? Đó, bắt. Bắt nó. Con không chứ. What? Bắt thử coi. Ở mới thôi. Nó cầu học gì vậy? Nghe anh thọ móc cọc cọc quá mà. Không có không? Rồi thằng cua này không có ở rồi nghe bà con. Thằng cua giống mới quá mà nó không ở rồi. Thôi đi kiếm hàng khác. Dấu cua bói này nè. Dấu cua bói hết biết bói về mà nó không ở nè. Lỗ bói nè. Ừ, hôm nay mấy người đi bắt cua chuyên nghiệp người ta biết nha, chứ mình cũng không gành gì mấy. Có mấy ông anh thì mấy ông gành.
không coi. Cua chắc ở xẻo không quá. Đây có buồn dừa nước nè đây ca. Buồn dừa nước à. Buồn này chắc chưa ăn được quá. Đang buồn á. Đây là buồn dừa nước nha bà con. Dừa nước á, ăn ngon lắm á. Mà buồn này còn hơi non. Chứ gừng này bao la luôn. Quá trời luôn. Đang chỗ bông lên nè. Đang chỗ bông. Trái này trái gì quá trời luôn nè. Su. Hả? Su. Su rừng á. Ôi ôi ôi, anh Tấn là trái này chứ su rừng nghe bà con. Giống nhóc rồi. Được thấy ghê ha. Nhóc hết trơn luôn. Ừ, trái dữ đó. Anh Nam gặp hang cua ngay mấy nè. Cua bắt không được rồi, chăm xuống. Nằm dưới nước hả? Mà sao quá vậy? Mà có suốt luôn á hả? Đó. Đó, cầu cầu quá. Đụng cái gặp đó. Đó. Thấy không? Giờ bỏ hay gì? Con này sâu quá nghe nè. Có cua mà quá sâu bắt không được. Ăn cắm xuống dưới cái gốc mắm này. Cắm vô gốc mắm này bắt không được. Bỏ đi.
Rừng khúc này cũng thưa quá ha, không có cây nhiều ha. Năm nước này đây rộng ghê hồn ha. Qua đây nè anh Tấn ơi, nó bói bên đây cua bự nè Tấn ơi. Không? Cây bằng này có mặt nha mấy anh này, tuốt ở trên mà chưa có mặt, chưa có mặt nên anh em để dành mai mốt mới hốt này. Giờ đi kiếm con cua bói nãy rồi, mấy anh em lội nãy giờ một tiếng mấy rồi đó trong đám nước này nè, mà chưa gặp được nó đó, trốn nó mất tiêu rồi. Quá đó, ổ con bằng nha mà con, không thấy đường là đi là nó quýnh tiêu luôn á. Nó chịu mình bị dịch bệnh á. Ừ, nó không bằng đi, không? Rừng đi biển thì thấy nó né ra nghe, nó nhỏ chứ nó có vỏ. Đây nè. Đó. Ổ con bằng. Hai anh em mình đang lội qua chỗ anh Nam nha anh. Bên anh Nam mới kiếm gặp nó rồi. Nãy giờ kiếm gần 2 tiếng đồng hồ, tiếng mấy rồi đó, không gặp, lội xanh mặt luôn. Giờ hai anh em đang qua chỗ mà anh Nam gặp con cua đang nó vùi bánh. Đi tới bển mình quay cho cả nhà coi nha. Đây. Cua nằm trong đây nghe mấy anh em. Ông anh phát hiện nó nằm trong cái hang bụng cây nè. Đụng đó nè. Đụng cọc cọc rồi đó mấy anh em nghe không? Wow. Chú hả mày, nãy lộ tiếng mấy đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ luôn kiếm mất tiêu. Cọc cọc đó bà con nghe không? Cua này vô cua móc phát trời, sao còn cây cứng quá, cọc cọc luôn hả? Gì vậy, ra gì vậy? Ừ. Thử cho nó trắng giải càng hay gì rồi nè. Nó buông chạy dưới hả? Chạy dưới rồi nó nhả ra hả? Ừ. Ba lạng hai con cái đó hả? Đi mệt uống nước chứ. Móc đại đi. Móc nè. Đụng cọc cọc quá nè. Ừ. Móc hồi cho nó đừ á. Sao nằm sâu dữ vậy ta? Đừ lại lên hả? Đừ lên không gãy kè. Giọt đại, nó đừ. Cắn con móc rồi. Giờ chắc nó sần sần nghe rồi. Nó đi đám giờ chắc nó sần sần. Giờ chắc nhảy rồi ạ. Ừ. Nhảy về sang nó bụng. Nhậu cách gì mình đi bệnh viện dữ thằng. Được chưa, được chưa? Được đó mà. Từ từ nhấp. Khỏi nhấp mà cái từ nhẹ nhẹ lên. Cắn rồi móc rồi. Rồi chạy xuống nữa rồi. Rồi tuột xuống luôn rồi. Tuột xuống rồi bà con ơi. Thấy gà không? Thấy gà không? Mé nào móc mé thôi, đang cho nó trở càng lại được. Chứ mày gịch kiểu đó là trở gạch ra luôn. Rồi, bỏ cái móc cái đi về. Đuôi vào tay đây. Giờ chơi chiêu cuối cùng bà con ơi. Nó liều mà ăn đậu ra chứ cho cắn lấy càng lên. Mán con này cũng là đụng mẹ, cũng đỏ lửa rồi. Chơi đâu? Lên. Cắn như rồi. Trời ơi, tới thật em tới tới mà em. Cây sâu cái bọng này sâu quá mà. Sâu có thước mà. Ừ. Mà nằm trong cây sống nữa. Cây dài sợ tay có pha cũng tắt. Đụng má mà chết mẹ. Can. Xe cho mình. Gạch. Thấy không? Cái gạch sen á. Thấy
từ từ dụ dụ từ từ vậy. Rồi gạch ăn. Gạch. Trời ơi, cứ gạch. Một cái càng. Một cái càng của gạch bà con ơi. Sen rất ràng. Ơi. Thọt lúc này nó không được nè. Ôi ơi, con để mẹ mày. Ta thử mày thử mày. Đi lên chụp cắn đi, cắn đi, cắn 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 cho đã nghe. Trời ơi, còn gì que. Bắt được nghe anh em. Nãy giờ bắt con cua này gần nửa tiếng đồng hồ á. Trời ơi, ghê chưa? Đây. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Ghê chưa. Cầm lên đi em. Trời ơi, nó bói á. Nó tốt tốt ở dưới ngày nè. Mất từ nãy giờ. Trời ơi. À, cắn kỹ càng luôn. Ngày càng nó đứt. Cua nó gạch hết. Giờ nay về mình luộc. Tài dài quá tắt được. Gạch. Trời ơi, gạch đỏ tới ngoài luôn nè. Gạch đỏ tới ngoài, trời ơi. Rõ hai phân yếm luôn nè. Gạch quá trời luôn nè. Ừ, cua gạch dần tươi nè anh em thấy không? Ừ. Đừng để im đi. Đó nè. Đó, thấy không? Dần tươi luôn nè. Ừ. Nè, nè, nè. Đó, thấy gạch dần tươi không? Gạch đắt luôn nè. Chiều nay ba anh em mình sẽ thử nó. Mua ra đủ đế anh em ngồi chùm lại lần cái rai. What? Có phải mà nó... Hết rồi không? Rồi có con thằng anh em. Được một em nữa, một sản phẩm nữa. Anh em mà loại nãy giờ 2 tiếng mấy hồ mới kiếm được nó nè. Để kiếm về chối nó. Còn giờ còn con cua gạch này nãy nó vui ngoài đó tao nói mẹ. Rồi nó vô đây nè, còn con cua được mới bả. To. Giờ Nam đang tước lá dừa nước non đang chối nó lại nghe nè. Mày đè tao. Nói cho gò gò trên đó đó. Lên gò được. Vậy. Tính đang chói cua nha bà con. Đặt vào. Đây. Một em nữa. Nãy giờ mình coi em này nước mấy em ta? 4 5. 5 em rồi bà con. Em thứ 5. Rồi. Sản phẩm đây. Rồi, giờ anh em đi kiếm nữa, chừng nào có quay nữa cho bà con coi nha. À, anh em thấy hàng cá thòi lòi nha anh em. Đây. Hàng cá thòi lòi nè. Hàng chò bá lửa nó lết lăng lứt luôn. Để anh em đào nó coi hàng sau ha. Bắt cho bà con coi nha. Thăm dò thử rồi hả? Thôi. Anh em đang đào nó nghe bà con. Né ra chị anh đứng rồi đào bự gì luôn á hả này như đào tay chúng ta có cốt đào bự nữa rồi dẹp kêu nhớ mà kêu được rồi nhé nè nhớ nha. Trời đứng lúc chỉ dưới luôn hả? Quá sâu nha bà con. Giờ anh em tiến hành ém miệng hang lại chút quay lại bắt nha bà con. Anh tính anh xuống mà nó lúng muốn qua khỏi gúng luôn, quá sâu bắt nó. Giờ mình ém lại chút mình anh bắt. Để chút quay lại bắt quay lại cho bà con coi nha. Đây. Anh Nam tìm được hai con cua dùi nha bà con. Kiếm từ nãy giờ. Nằm đây nè mà không lấy nè. Đây. Đây hai con cua đây bà con thấy không? Anh có được anh thấy mình lại cái ánh mắt cả nè, ánh nhắm hiếp mắt ta ơi. Nằm dây đó mà nãy giờ anh em đi không thấy. Ánh mắt cả anh nhắm mắt bích chịch kìa. Ông đang ôm vậy. Dây đi trước đi. Hả? Đi quay đi, ngồi đi quay. Rồi, giờ tính mắt nghe anh em. Giờ bắt đầu nó mở mắt ra, hồi nãy nó mắc cỡ. Dương cạn luôn vậy. Đó. Trời ơi, nó mạnh.
cái đó. Đó, cái nó nhán chúng cắn được rồi. Còn con nữa nha anh em, còn con nằm dưới đây nữa nha. Không tính bắt được con rồi. Con này vẫn vàng tươi ha. Ừ. Quá đã. Cái này nó ôm đôi á hả? Ôm đôi. Sao nó nằm gì chơi vậy chạy? Ôm đôi vì con cái nằm dưới ị đâu có dù xuống sâu được. Còn mà nó dù mình nó dù xuống rồi. Lại đủ đứng bên đó từ qua đây thấy ủa gì không cũng để nó gì ta. Thì chứ nó nằm chồng nghĩ con dưới sao ấy được. Thấy đi về nó bớt mệt liền à. Đi gặp về là phải. Rồi để vào nó đi. Một em. Em đó. Còn một em nữa. Em lại móc kiều lên thôi, thọt cắn. Đấy, con càng giao đó mà. Con cua bự dữ hả? Rồi, anh thưa phải không? Đã rồi, hôm phụ không giữ kia. Ừ. Vợ chồng người ta đang cái này tính ra mình ác tình cảm mà mấy ông lại bắt. Cua sen. Sao gọi là cua sen? Nó đỏ. Này, không phải cua sén này, cua càng đỏ nè. Cua cái con chiều mà. Cái này thì vật nha. Nó chưa có lọc tay thôi. Bầu gì vậy? Để hồi lâm bằng. Ừ. Cái nó bự. Đây là con vợ nữa nè bà con ơi. Một em nữa nha bà con. Đang hai cua đang ôm đôi. Đây, đây chó đèn con. Giờ anh tính chó thêm con nữa. Giờ con cái nãy con đực nha bà con. Rồi hai em nghe bà con. Là một cặp bà con ơi. Một cặp. Đó. Rồi hai chồng son. Vô vỏ đi, chút mình về mình rửa sạch mình phe sản phẩm cho bà con coi nha. Giờ dơ quá một chút xíu đi, về tới nhà cái. Để anh em mình đi tìm thêm có gì nữa cái mình quay tiếp cho bà con coi xem nha. Rồi về nhà mình mới phe sản phẩm. 12 giờ đó. Chiều 12 giờ. Mình đi tiếp 12 giờ. Đây mới tìm được con cua nữa nha bà con. Tôi mới tìm thấy con cua nữa đây. Cua vui. Cua vui nha bà con. Cua được cái nửa ký mà. Nào. Đó, lỗ nước á. Thấy không? Nãy đi qua mé này. Bà con mình thấy rõ chưa? Nằm dưới nước nè. À. À. Cặp hai con mà cua hai con cua ớt mà vậy. Nằm nè. Rồi con mình thấy không? Nó vùi nha, kiếm anh em mình kiếm từ nãy giờ á. Lỗ muốn chết với nó luôn á. Từ để tôi qua bên đó cái. Con mệt. Con hả? Từ từ. Rồi bắn đi. Rồi. Mẹ cua nó chắc hết biết rồi con trời. Trời ơi cua nó chắc. Cua nó chắc hết biết con từ, con. Từ nè, từ đây. Chập cái bò lên không? Hử? Chập cái bò lên không? Chập cái bò lên cũng được. Chập cái bò lên đi. Rồi. Rồi bà con. Ồ, quá đã chưa. Con hai con ơi. Hai con nha bà con. Hai con ôm đôi. Wow. Đây. Làm tao hoang mang quá. Quá đã. Rồi, bắt cái này đi. Quá đã. Một cặp nha bà con. Nửa ký bà con ơi. Cua. Cua biển đó bà con. Cua này chất lượng á, cua nửa ký xiên. Nó dữ to. Cái thai cua đó rồi cái dùng đó. Mới tin mà. Cái vòng vòng này bị giống mới tin mà. Dương càng. Vợ nằm đây nè bà con. Vợ nằm dưới lỗ này nè. Đâu rồi? Đó đó.
Rồi bắt đi. Giờ bắn tạc ở đây luôn. Ghê quá bà con ơi. Ra ngoài đi. Nhặt tay được. Để mình lên tới đó. Hùng dữ thì ghê. Ghê dữ đó. Tâm đâu như vậy á. Ghê. Qua kia đi. Lên bà vợ ra. Đây là con của cái. Con của đực nó bắt không nổi bên kia rồi bà con ơi. Quá chớn của đực. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Này tính ra bắt cũng được mới 3 cặp ha. Vừa 2 cặp bắt 2 cặp. Có cặp này to nè. Cặp này của cái dở cũng được luôn. Đó. Cua này của mình chứ không phải của lửa nha. Cua xanh. Dây đâu? Thì đó. Quá ngon. Cái này cái cho có. Cua nửa ký hả nè? Nửa ký không? Nửa ký. Còn nó nửa ký nha bà con. Đây. Trời bá lửa luôn. Bự hơn cái bàn tay của anh Nam luôn. Wow. Còn con này nhỏ hả anh Tấn? Ừ. Con này 150 ra mà. Cô gái phải không? Trời, im liền thôi. Đừng có. Rồi, hai em nữa nha bà con. Hai em nữa đó. Con được to à. To ơi, con to. Rồi, cho chuẩn bị đi. Chút mình về mình rửa sạch rồi phe sản phẩm sao. Đây nha bà con, đi tiếp. Rồi, mới gặp thằng cua nữa nha bà con. Cái càng xuống vậy. Hử? Cái gì nó bóng càng. Bóng càng gì cũng càng không. Mấy gì cộng nha. Nhỏ hả? Đâu 3 2 300 g. Cái gạch. Gạch nữa. Sao vậy? Một em nữa nghe bà con. Hay quá, chưa kịp quay luôn. Cái xo, trời ơi, cái xo hết. Quá đã. Cua dành vỏ rồi. Dàn thức luôn. Gạch cho cái mù kỳ mà. Gạch sen quá. Gạch sen. Gạch hả? Gạch. Gạch sen. Gạch sen nè bà con. Đó nè. Đó tươi luôn, đã. Một em nữa. Rồi kiếm về cho đi. Một em nữa. Cái gạch rồi bà con. Quá đã. Rồi, ở dưới đi. Vô, về nhà cho bà con coi. Rắc, ngay này bây giờ rắc. Tầm lưng cũng chuyện ra. Đúng rồi, đúng rồi. Anh em mình đang là bắt mấy cái thò lò này. Nãy giấu ém lại. Đây, tới rồi đây. Kìa. Ôi, thôi, giờ, xíu hả? Giờ nó trốn rồi. Không có rồi bà con ơi. Mình đi đâu mất. Nó chắc nó lên hang, thật ra nó có hang thở rồi, nó không chui lên. Giờ mò mà không có rồi. Oh. Rồi bỏ đi. Rồi. Giờ mấy anh em mình đang ra đi ra khỏi rừng đang về nha bà con. Anh Nam đang lội bên đó. Lội lên cái đó có đường qua ha anh Nam. Rồi. Về tới nhà đi cái mình xe sản phẩm cho bà con coi nha.
sáng giờ về về bà con ơi. Chịu hết nổi rồi. Tiếng đồng hồ dưới gừng đây. Rồi con cua này nó vàng ông nội ơi. Con này bự nhất nè. Con này nãy nằm nó nửa ký đi phải không nằm? Phải, con này nè. Hả? Con này nè. Vì con này bự hơn mà. Hai con bằng nhau. Ê, con này vuốt ơi, con này vuốt ơi. Vuốt căng ơi. Đại ca tối gì nè. 2 4 6 8 10 con. Trời ghê chưa? Được không? Quá đã. Con này vàng một cái, vàng hức luôn nè. Ồ, cua nó vàng. Con này nửa ký hơn không? Như hết nhiêu đây bán được nhiêu? Nhiêu đây chắc cỡ 600. Không có được bao nhiêu ký á? Nhiêu đây hả? À, nhiêu đây chắc 2 ký mấy, 2 ký 3 ký. 2 ký rưỡi. Con nào gạch đâu đó đó phải. Ừ. Con đó nãy mới bắt sao vậy? Sao con anh bắt gì? Con này mới bắt sao? À, tôi gạch một con nè. Có cái mày khác vậy ta nè. Cua gạch nè bà con. Đây con gạch nữa nè. Con này gạch nè. Con này gạch luôn nè. À, còn con này trong bọng cây gạch luôn nè. Hai con gãy càng nãy phải không? Ừ, con này gạch nhiều nhất. Rồi. Thôi anh em mình cũng xin kết thúc video đây luôn nha. Nếu bà con thấy hay nhấn like, chia sẻ cho đăng ký ủng hộ anh em mình nha. Rồi. Chào hẹn gặp lại bà con nha. Chào bà con nha. Bye bye. Chào bà con, hẹn lại cái video sau.